nuôi dưỡng ước mơ ngay từ nhỏ và dành trọn nỗ lực quyết tâm để chạm tay tới mong muốn của mình. Đó là câu chuyện của em Lê Hoàng Bách, học sinh lớp 12A1, trường Trung học phổ thông chuyên Hưng Yên, khi em đã xuất sắc giành được học bổng từ 3 trường đại học danh tiếng tại Mỹ. 6 giờ sáng, Lê Hoàng Bách đã hăng say với những tập tài liệu, những bài thuyết trình tại một hội thảo trực tuyến quốc tế được tổ chức tại Mỹ. And what is the problem with Uber's strategy? Đây chỉ là một trong rất nhiều những hoạt động quốc tế mà Bách tham gia. Em chuẩn bị kỹ lưỡng cho mình những kiến thức, kỹ năng cần thiết để hiện thực hóa ước mơ du học của mình được hình thành từ những năm em còn là học sinh cấp 2. Những hoạt động ngoại khóa, tình nguyện, những giải thưởng trong nước và quốc tế là kết quả của cả quá trình em nỗ lực cố gắng để đạt được. Trước khi tham gia những cái hội thảo và những cái hoạt động ngoại khóa thì em đều có những cái sự tìm hiểu kỹ lưỡng về cái hoạt động, là cái người tổ chức hoạt động cũng như là cái mục đích của hoạt động. Khi mà tham gia những cái hoạt động ngoại khóa mà nó phù hợp với cả sở thích của bản thân thì mình sẽ có được một cái niềm đam mê, một cái kinh nghiệm cho những cái công việc khác của mình nữa. Và cái hội thảo mà hôm nay em tham gia thì nó thực sự là một cái trải nghiệm mà về một cái lớp học của Mỹ, cũng như là về cái sự tương tác giữa các thầy cô giáo của trường Mỹ và các bạn trên toàn thế giới. Và điều này thì đã giúp em có được một cái góc nhìn mới về cái nền giáo dục Mỹ, cũng như là về cái chuyên ngành kinh doanh mà em theo học. Trong suốt những năm học trung học phổ thông, Lê Hoàng Bách luôn là một học sinh năng động và nổi bật với thành tích học tập đáng nể. Em ứng tuyển 2 vòng sớm ED và IA, nộp hồ sơ 5 trường đại học danh tiếng tại Mỹ. Kết quả em đỗ 3 trường, đó là các trường Đại học Fordham, Đại học Lawrence và Đại học Union, với mức học bổng từ 40 đến 50 nghìn đô la Mỹ một năm. Bên cạnh sự quyết tâm, nỗ lực của bản thân, điều quan trọng giúp em đạt được ước mơ của mình đó chính là sự ủng hộ động viên của gia đình và môi trường giáo dục toàn diện, hội nhập của trường Trung học phổ thông chuyên Hưng Yên, nơi em đang theo học. Tôi nhận thấy em Bách là một học sinh rất là năng động, có niềm đam mê với ngoại ngữ, nghiên cứu khoa học. Và chính điều đó thì đã giúp em đạt được rất là nhiều thành tích nổi bật. Với trường Trung học Thông chuyên Hưng Yên, thì cái việc tạo điều kiện cho học sinh được giao lưu văn hóa và trở thành những cái công dân toàn cầu, của đấy cũng là cái xu hướng chung của thế giới. Thì nhà trường đã rất là tạo điều kiện cho các bạn học sinh có cơ hội giao lưu văn hóa với các nước bạn và tham gia vào các hội thảo khoa học trại hè quốc tế, kết nghĩa với trường Trung học Thông Inhang Hàn Quốc. Hiện nay, Lê Hoàng Bách đang quyết tâm hoàn thành năm học lớp 12 với kết quả tốt nhất. Trong 3 trường trúng tuyển, em lựa chọn ngành học kinh doanh toàn cầu tại trường Đại học Fordham, một trong 25 trường top đầu của Mỹ, với mong muốn được học hỏi ở môi trường hội nhập với nền kinh tế và văn hóa quốc tế.